Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết là vừa nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân người Anh, bệnh nhân COVID-19 số 22 ở Việt Nam và là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Đà Nẵng. Kết quả bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2. Cụ thể là vào ngày 14 tháng 4 sau khi bệnh nhân về nước thì đã lấy mẫu bệnh phẩm tại bệnh viện Royal Surrey của Anh để xét nghiệm SARS-CoV-2. Một ngày sau đó thì kết quả cho thấy là bệnh nhân này âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó, bệnh nhân này lại dương tính trở lại với SARS-CoV-2 khi mà đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục xuất cảnh về nước. Và có nhiều giải thiết về việc bệnh nhân dương tính lại như là do tải lượng virus, số lượng thành phần virus trong một thể tích máu tại các thời điểm khác nhau, quy trình và dụng cụ xét nghiệm thì khác nhau. Các chuyên gia và bác sĩ chung quan điểm rằng COVID-19 là bệnh rất mới và còn nhiều điều phải tìm hiểu.